Con xin phép ba mẹ được mời bạn nữ lên đây để nói chuyện với con. Tưởng mời ba chứ, ok. Anh mời em nhé. Mời em ngồi. Dạ. Em ngồi bên này. Dạ. Anh chào em. Em chào anh. Vậy là cuối cùng anh và em đã nói chuyện trực tiếp với nhau rồi. Dạ. Tại vì anh thấy rằng anh thật sự rất là thích em. Em có thể cho anh biết cái nhìn, cái cảm nhận đầu tiên của em và anh là gì không? Lúc mà lần đầu tiên xoay ghế lại em nhìn thì em có cảm tình với anh. Em nhìn thấy anh có vẻ rất là thư sinh. Anh cảm ơn, bởi vì anh cũng vậy. Thằng nhỏ hơi yếu, thằng nhỏ mà nói chuyện mà nắm tay nữa là tuyệt vời. Bây giờ vào vấn đề chính, chính là anh muốn lấy lòng em tại sân khấu này. Tất nhiên mà muốn lấy lòng một người phụ nữ không thể nào thiếu quà được. Và hôm nay đến đây anh cũng đã có chuẩn bị một món quà anh tặng em. Cảm ơn và anh. Em có thể mở ra và xem. Dạ vâng. Tan tan. Em có thể để ra đây. Con lật đật. Đúng rồi. Thỏ. Anh thật sự là anh không nghĩ là món quà này là hợp với em như vậy. Tại vì em rất là giống một con thỏ. Một con thỏ rất là dễ thương. Như anh đã chia sẻ đó, anh đã từng trải qua một vài mối tình và đã đổ vỡ. Anh lấy đó làm kinh nghiệm để đứng dậy, hoàn thiện mình hơn. Nó giống như thế này. Cứ mỗi lần mà chúng ta xô ngã nó thì nó vẫn đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và mỉm cười. Anh hy vọng rằng em sẽ giống như con lật đật này vậy. Dễ thương, xinh xắn. Cho dù là em có gục ngã thì em vẫn có thể đứng dậy bằng bàn chân của mình và mỉm cười vượt qua nó. Mà thật sự á, nếu một ngày nào đó em thật sự rất là mệt mỏi rồi, em không thể nào đứng dậy bằng bàn chân của mình nữa, thì lúc đó vẫn còn có anh. Anh sẽ đến bên cạnh của em và khiến cho em mỉm cười. Tặng người ta một nụ hôn đi, làm ơn. Nắm tay. Nắm tay, hạ gục. Anh có gục thể rồi, anh có thể mượn bàn tay của em không? Tại vì thật sự bây giờ anh cũng rất là run. Em cũng đang rất là run. Em run từ lúc ngồi bên kia rồi. Và đến chương trình ngày hôm nay, anh có mang theo một người bạn. Một người bạn đối với anh rất là thân thiết, đã gắn bó với anh rất là nhiều năm rồi. Anh muốn giới thiệu người bạn đó cho em biết. Dạ vâng. Kem răng hả? Đây là cây kèn harmonica. Không, đâu có tặng ba đâu, tặng con. Con mà tặng ba là ba thề ba sẽ thổi mỗi ngày. Anh thổi không hay lắm nhưng mà anh muốn tặng cho em một ca khúc được không? Dạ vâng, em rất là thích nghe harmonica. Một ca khúc rất là quen thuộc mà em hãy đoán tên bài hát này là gì nha. Dạ vâng. Anh run quá. Con, dạ. Nếu mà ai run á, nè, em có run không? Không có mất mát gì đâu con, nhưng mà làm cho người ta có động lực hơn, người ta thổi sung hơn. Con, cái này làm khó bạn nữ quá. Không, không khó con, thoải mái con gái. Ba chỉ nha, chỉ dạ. Cần nhẹ nhàng. Trời ơi, em tự nhiên đi ra anh dẫn ba về. Ba, dạo này ba nôn nóng có. Hôn người ta cho một chuyện chỉ cần hửi thôi nè. Đó. Động lực liền. Và bây giờ anh xin phép được gửi tặng cho em một ca khúc. Hay quá. Em có thể đoán được bài hát này là gì hay không? Dạ, đây là bài Right Here Waiting. Chính xác. Và cái ý nghĩa thật sự mà anh muốn tặng cho em món quà này chính là cái câu hát trong đó đó. Cho dù em có đi đâu, cho dù em có làm gì,
giờ thì tôi thấy là có một người đàn ông không cao hơn một cái đầu nhưng vẫn làm cho cô ấy rung động, ngại ngùng các kiểu. Anh thật sự không cao hơn một cái đầu theo nghĩa đen thật. Dạ. Nhưng mà anh đã trải qua rất là nhiều điều trong cuộc sống này. Và hơn nữa, anh là một người con xa quê. Một năm anh về quê có một lần à. Và hôm nay anh mời em đến đây dưới một khung cảnh như thế này, kèm theo một lời mời, kèm theo một lời mời. Anh hy vọng rằng từ nay trở về sau, mỗi dịp mà anh có thể trở về quê hương của mình thì sẽ có một người bạn đồng hành với anh. Và anh hy vọng người đó sẽ là em. Bốn đứa tụi mình chết rồi. Chết rồi. Cho họ cho mời lại đó. À, cái đó thì chắc phải hỏi ý kiến của ba mẹ ha. Ok, dạ. Mẹ sẽ về quê con. Chị đi công như bạn nữa. Rồi, em gái ơi. Dạ. Mình nói gì với ảnh đi. Em ngại quá à. Nếu mà một người khác mà tặng mình một bài hát, một món quà tuyệt vời như vậy, mình phải thơm người ta lên má à, lên trán, lên má các kiểu, đúng không? Đúng không? Đó là một lời cảm ơn rõ ràng, dễ thương. Lúc nào anh cũng... Một cái ôm không được sao, một cái ôm không được sao. Một cái ôm không được sao, tình người ở đâu? Mẹ ôm cho, ôm cho, ôm cho rồi. Giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với màn tỏ tình lãng mạn của chàng trai đầu tiên. Cổ lên con, cổ lên. Anh có thể mời. Con xin phép bằng. Mời con. Chào Linh. Dạ, chào anh. Để mà nói mà có thể hiểu hết về một người ở lần đầu tiên gặp gỡ thì chắc chắn anh không thể nào hiểu hết được em. Cho nên là anh chỉ có thể hiểu em qua cái cảm nhận của anh về cái cách mà em đối xử với những người bán vé số. Anh cũng thấy em là cô gái có trái tim nhân hậu nữa. Thì đây là lần đầu tiên mà anh có cơ hội đứng trước một cô gái để mà tỏ tình. Anh thật sự rất vinh hạnh được làm điều đó với em. Ngày hôm nay đây anh có một món quà rất đặc biệt dành riêng cho em. Anh mời em đứng lên. Em quay lưng. Em đứng yên nha. Dạ vâng. Không được quay đâu hết. Dạ vâng. Hứa. Dạ hứa. Rồi, đợi xíu. Dễ thương quá. Hai chị, hôm nay thì em muốn chuẩn bị một món quà để dành tặng một cái người rất là đặc biệt. Em chọn làm gốm. Linh ơi, em chờ anh có lâu không? Dạ, không lâu lắm. Giấu giấu hồi rớt bể à. Thật sự là anh không biết em thích cái gì hết. Anh đã suy nghĩ rất là nhiều. Và anh nghĩ là một cái món quà mà do chính tay làm ra thì nó sẽ mang ý nghĩa và nó sẽ có giá trị hơn để mà tặng cho em. Anh thì anh thích đồ gốm. Tại vì anh nghĩ á, một sản phẩm gốm làm ra người ta phải chăm chút cho nó từng ly từng tí thì nó mới có được một cái thành quả đẹp. Nó cũng giống như tình yêu vậy đó, cũng phải chăm chút, cũng phải vung vén cho nó. Và điều đặc biệt là đúng người, đúng thời điểm. Anh thì anh không biết làm gốm, nhưng mà vì em, bà cụ non của anh, anh quyết tâm làm bằng được nó. Anh tặng em.
Nhưng mà thật ra cái ly này nó chỉ mới hoàn thành có 70-80% mà thôi. Cho nên là anh muốn hôm nay ở tại sân khấu này, anh và em sẽ cùng nhau hoàn thiện nó. Em có biết ý nghĩa của 500 này là gì không? Em sẽ trở thành hỏi 500 của cuộc đời anh. Cho dù mà anh có đi lạc ở bất cứ nơi nào thì lực hút của em sẽ cho anh biết nơi mà anh thật sự thuộc về. Bây giờ mình tô nha. Dạ vâng. Dễ sao mà mình đem cái đó mình đi nung nữa. Em không được khéo tay cho lắm. Tự nhiên tỏ tình hai đứa đè ra làm móng cho nhau. Ba có muốn vô tô chung cho vui không? Cảm ơn con. Em biết đây là ai? Một cô bé. Đây là em. Cô gái rất dễ thương. Dạ. Có một mái tóc dài. 3 năm sau. Đến còn ngồi dễ. Em có thắc mắc chữ cùng em đây là gì không? Anh có thể giải thích cho em hiểu rõ hơn không? Là anh luôn muốn đi đến nơi mà người ta thích, ăn những món ăn mà người ta thích ăn, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng người ta. Hôm nay đây, anh muốn người đó sẽ là em. Em cầm cái ly này đi. Thật ra đây chỉ là mới một nửa của chiếc ly thôi. Đây là một nửa cái ly còn lại. Ủa, vậy hả? Hay quá. Ủa, cái này bị tét hả con? Dạ, con đang hỏi. À, vậy hả? Thôi. Cái ly này là cái ly đầu tiên mà anh làm. Nhưng mà nó vô tình làm anh làm vỡ nó. Nhưng mà anh không có nỡ bỏ nó đi. Mà anh thấy nó cũng giống anh. Cũng có vài ba lần đổ vỡ xíu. Nhưng mà anh tin là trong cuộc đời của mỗi người, sau tất cả thì sẽ có một nửa của mình đang đợi mình ở đâu đó. Còn một bước cuối cùng. Hả? Thấm thoát 10 năm trôi qua. 10 năm không gặp tưởng chừng đã cứu. Yêu em mà dài vậy anh cũng yêu luôn. Anh có thể cùng em ghép đôi cái ly này lại được không? Em có thấy gì không? Em đang hút anh. Đây chính là điềm báo của tương lai. Linh ơi. Dạ. Cùng bên nhau em nhé. Anh hy vọng là hôm nay anh sẽ được về với em. Hay quá. Hay quá. Em gái ơi, khoan nha, khoan nói được cảm xúc của mình bây giờ đây. Và chúng tôi xin được mời chàng trai đã tỏ tình đầu tiên, chúng ta sẽ lên đây nào. Bây giờ là cô gái chúng ta sẽ đến với quyết định cuối cùng. Thật ra là hai màn tỏ tình vừa rồi của cả hai anh thì đều làm cho em cảm thấy rất là xúc động và rất là vui. Và em mong là dù cái quyết định của em có như thế nào đi chăng nữa, coi như là mình đã có một cái duyên để gặp gỡ nhau. Và sau chương trình thì chúng ta có thể trò chuyện, hẹn nhau đi cà phê, làm những người bạn, những người anh em. Em rất vui vì điều đó. Và quyết định cuối cùng. Đây chính là điềm báo của tương lai. Cùng bên nhau em nhé. Hy vọng là anh sẽ được về với em. Cho dù em có đi đâu, cho dù em có làm gì, thì ở đây vẫn có anh chờ đợi em. Người mà em chia tay,
em sẽ ôm lấy anh ấy giống như là một cái ôm chào tạm biệt. Và quyết định cuối cùng. Và quý vị, như vậy là em gái của chúng tôi đã có quyết định của mình, đó chính là nói lời chia tay với chàng trai đầu tiên. Nhưng mà trước khi chúng tôi nói lời chào tạm biệt các bạn thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn những gì mà nãy giờ các bạn đã thể hiện dành tặng cho cô gái của chúng tôi. Và xin chúc bạn sẽ có được nhiều niềm vui cuộc sống. Và hy vọng sau chương trình này các bạn có thể gặp nhau ở ngoài cuộc sống thật và sẽ là những người bạn rất tốt với nhau. Nói chung đường đời còn dài. Đây không phải một nửa của mình thì đâu đó sẽ có một nửa của con đang đợi con nha con. Xin được cảm ơn bạn đã đến với chương trình Cú Hát Sao Duyên nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ôm cái này.
rất là tuyệt vời. Quá dễ thương. Một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn. Và một phần quà của chương trình sẽ dành cho hai bạn, đó chính là phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và xin mời ông Tâm và Nguyệt sẽ trao phần quà cho hai bạn. Để hai con đi ăn cay em. Vâng, thưa quý vị, chương trình Khúc Hát Sao Duyên đến đây là kết thúc. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình tập sau vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.